Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình được gia đình con cái của ông Trần Văn Bé Ba. Ông Trần Văn Bé Ba là người quá cố nha quý vị nha. Con của ông phát tâm đặt bên mình 100 phần cơm sườn bì, mỗi một phần là 25.000 để đi phát cho các cô chú cơ nhỡ ở đường phố. Sau đó cũng cầu nguyện cho ba mình, đó là ông Trần Văn Bé Ba, được về nơi cực lạc an nghỉ. Đó cũng là một tấm lòng hiếu thảo của một người con. Thì hiện giờ mình cũng đang ở khu vực chợ Tân Định, mình sẽ đi phát 100 bàn cơm này lòng vòng ở đây cho đến khi nào hết thì thôi. Luôn tiện đây thì mình cũng thay mặt bà con cô chú mà nhận những bàn cơm tình thương của gia đình ông Trần Văn Bé Ba, mình cũng thay mặt bà con là xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Mình cũng xin chúc cho ông cũng sớm về được nơi cực lạc an nghỉ, và chúc gia đình con cháu của ông luôn nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Vòng qua để em chạy vòng, em vòng qua cho lấy hộp nó đi cho anh nè. Hiện giờ là đang ở trên đường Hai Bà Trưng á quý vị, mình đang phát cho các cô chú cơ nhỡ đường phố nha quý vị nha. Ôi trời, có mấy hàng chó dễ thương quá. Dạ, một người một hộp thôi. Chị ơi, chị đưa giùm cho các anh ngồi chỗ xe hơi hộp luôn đi. Chứ chiếc xe hơi nó kè đặng em vô đâu được, ổng ngon quắc nãy giờ, tội ổng. Đây là chợ Tân Định nè quý vị. Nhưng mà hôm nay ở đường này thì mình thấy các cô chú cơ nhỡ vắng quá, chắc mình phải đổi tuyến đường khác đi phát nha quý vị nha. Đây chợ Tân Định đây.
cơm sườn bì anh ơi. Hỏi chú gan không kìa. Dạ không, cơm sườn bì anh. Lấy đi anh, lấy đi anh. Ăn tự nhiên đi con. Hiện giờ mình đang di chuyển ra đường Võ Thị Sáu nãy giờ quý vị. Bên khu vực Tân Định, Trà Tân Định nay vắng quá. Cái mọi thường thì ở bên đó cũng đông lắm, mà không biết sao bữa nay vắng quá, nên mình phải chạy qua đường Võ Thị Sáu. Mình phát dài ra vào đầu đường 3 tháng 2 thì bảo đảm sẽ hết trơn 100 phần cơm này. Tại sao không dừng lại đưa cơm cho anh chạy đâu vậy? Anh kêu lấy cơm đi anh. Em lên em phát cho hai cô kia, em dừng lại em chồng qua một vỏ nó dễ phát. Chạy nãy, chạy đi. Đi đi. Cơm cô ơi, cơm sườn bì. Rồi, thấy rồi đưa cho cô đi. Đưa cho cô dùng, cô đưa đi. Chúc gia đình và nhà khỏe. Dạ không sao cô à. Chúc cô ăn ngon miệng nha. Rồi nó nghe nè, em dồn vô một vỏ đi. Rồi chạy đi. Rồi thấy rồi, nói cô giữ giùm đi. Ở bên đường á.
Rồi bây giờ thì mình cũng đã di chuyển ra tới đường 3 tháng 2 rồi nha quý vị nha. Đó. Thì cũng còn đây là một ít thôi. Khoảng chừng 20-30 hộp gì nữa thôi à. Còn nhiều không? Còn có 20 phần nữa. Không, 20 phần nữa. Đưa chú hộp kìa. Còn nhiều không? Bây giờ cũng còn khoảng 10 hộp thì cũng hết rồi. Thì thôi bây giờ mình cũng xin thay mặt bà con cô bác cảm ơn ông Trần Văn Mới Ba và con của ông đã phát tâm đặt 100 phần cơm thiện nguyện, mỗi một phần là 25.000 để đi phát cho các cô chú cơ nhỡ đường phố, để cầu siêu cho ông được sớm về nơi cực lạc an nghỉ. Thì bây giờ cũng hết cơm rồi thì thôi mình cũng xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị trong và ngoài nước Mạnh Thường Quân có những lúc đã ủng hộ mình những buổi cơm để tiêu phát cho các cô chú cơ nhở hoặc là những cô chú ở bệnh viện, thì mình cũng xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mình xin hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo nha.